Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Trung Quốc kiểm soát lũ lụt với khoảng 700 triệu mét khối nước lũ, dự án hẻm núi Đa Tang đối mặt hoàn toàn với lũ số 4 ở Tây Giang. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho rằng do lượng mưa lớn liên tục vừa qua, trận lũ lụt số 4 năm 2022 đã xảy ra trên sông Tây Giang và tình hình kiểm soát lũ lụt ở lưu vực rất nghiêm trọng. Theo công văn thống nhất của Ủy ban sông Châu Giang, Bộ Thủy lợi, dự án hẻm núi Đa Tang sẽ được sử dụng để kiểm soát lũ trên cơ sở đảm bảo an toàn cho chính dự án. Công văn và kiểm soát phóng điện chính xác sẽ được thực hiện. Tính đến nay, dự án đã chứa khoảng 700 triệu mét khối nước lũ, tránh sự trồng chất của lũ ở sông Quý Giang và giảm áp lực kiểm soát lũ một cách hiệu quả ở Ngô Châu và khu vực vịnh lớn Quảng Đông, Hồng Kông, Macau. Trong trận chiến chống lại trận lũ lụt số 4 ở sông Tây Giang, công ty Datasia theo sự sắp xếp công việc của Bộ Tài nguyên nước và Ủy ban sông Châu Giang của Bộ Tài nguyên nước đã nghiên cứu công tác kiểm soát lũ của dự án và thực hiện mọi nỗ lực để chuẩn bị phòng chống lũ lụt, sử dụng nền tảng 4 dự báo trước để kiểm soát lũ và điều tiết lượng nước của dự án hẻm núi Đa Tang được xây dựng trước mùa lũ để thực hiện công tác phòng chống và điều động lũ, tăng cường hợp tác dự báo khí tượng thủy văn, nâng cao độ chính xác của dự báo lượng mưa, tăng độ chính xác của dự báo dòng chảy trong thời gian dự báo 24 giờ lên 90%. Hai công văn phòng chống lũ lụt đã được ban hành cho chính quyền địa phương, thủy lợi khẩn cấp và các sở ban ngành khác và hơn 3.000 tin nhắn cảnh báo sớm được gửi theo đợt để nhắc nhở họ làm tốt công tác tránh và bảo vệ khẩn cấp. Đặt các mục tiêu kịch bản khác nhau, xây dựng các kế hoạch lập lịch trình khác nhau, phân tích tình huống rủi ro gặp phải trong thời gian thực và tiến hành diễn tập mô phỏng của chương trình lập trình. Theo sự thay đổi chế độ nước và kết quả diễn tập, tối ưu hóa và điều chỉnh hệ thống kế hoạch, nâng cao tính khoa học và khả năng vận hành của kế hoạch, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc ra quyết định kiểm soát lũ lụt, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn điều động của Ủy ban sông Châu Giang của Bộ Tài nguyên nước và thực hiện việc điều động hồ chứa một cách khoa học. Mực nước hồ đã hạ xuống 44 m, trước đó là mực nước thấp nhất dùng để chống lũ. Trước đó dung tích chứa 700 triệu mét khối đã bị bỏ trống và lưu lượng dòng chảy ra được điều chỉnh động để giảm hiệu quả áp lực kiểm soát lũ ở hạ lưu và phát huy hết tác dụng của lưu vực. Chức năng kiểm soát lũ của trục đường chính. Đến 15 giờ hôm qua, hồ bắt đầu tích nước từ mực nước 44 m để ngăn đỉnh lũ sông Quý Giang ở mức lớn nhất. Hồ bắt đầu tăng cường độ trữ lũ trong 2 ngày tiếp theo, mực nước đạt 50 m, từng thời điểm mực nước lớn nhất vận hành ban đầu là 52 m, nước lũ khoảng 700 triệu mét khối. Hiện nay vẫn đang trong giai đoạn chống lũ quan trọng. Theo dự báo thời tiết, dự án hẻm núi Đại Cương còn có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lũ lớn vào cuối tháng này. Công tác chống lũ còn nhiều gian nan. Theo sự triển khai thống nhất của Bộ Thủy lợi và Ủy ban sông Châu Giang thuộc Bộ Thủy lợi, công ty Đa Tang sẽ tiếp tục tăng cường công tác dự báo và cảnh báo sớm tình trạng nước, điều động các hồ chứa một cách khoa học và chính xác, tăng cường thông tin liên lạc và phối hợp, thông tin báo cáo, trực ban, nỗ lực làm tốt công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn lũ dự án và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân thượng lưu và hạ lưu. Bộ Tài nguyên nước, lũ lụt được đánh số có thể xảy ra một lần nữa ở Bắc Giang, Quảng Đông. Theo tài khoản công khai WeChat của China Water Corporation, vào tối qua, Li Gongjing, Phó Tổng Tư lệnh của Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã chủ trì một cuộc họp đặc biệt để phân tích, phán đoán tình hình mưa lũ hiện nay, bố trí triển khai công tác phòng chống mưa lũ. Ông Li Gongjing nhấn mạnh, hiện đã là tháng 7, cần nhất trí thực hiện tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, nâng cao nhận thức về mùa lũ chính và kiên quyết giành thắng lợi trong cuộc chiến chống lũ đầy cam go. Trong mùa lũ chính vụ, ứng cứu các thảm họa lớn cần chuẩn bị trước nhiều sự cố khẩn cấp, kiên quyết đánh trận chuẩn bị, đối tượng chính xác, mục tiêu chính xác, biện pháp chính xác, luôn làm tốt nhiệm vụ phòng thủ trước mọi trận mưa bão và lũ lụt với thái độ đi trên băng mỏng. Joe Wenshen,
Tổng Thư ký Tổng cục Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước và Liu Wangping, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã tham dự cuộc họp. Ông Li Guoying chỉ ra rằng trong 3 ngày tới, do ảnh hưởng tổng hợp của hệ thống mây tồn lưu của cơn bão số 3 có tên là Siam 3 hay còn gọi là bão Cha 3 và không khí lạnh ở phía Bắc sẽ có một quá trình di động và mưa lớn từ Tây Nam đến Đông Bắc. Các sông và hồ như sông Trường Giang, sông Bắc Giang trong lưu vực, hồ Nasi thuộc hệ thống nước Yushushi ở lưu vực sông Hoài Hà và các nhánh chính sẽ bị lũ lụt. Trong số đó, lũ số lượng có thể lại xảy ra ở sông Bắc Giang ở Quảng Đông và một số sông vừa và nhỏ trong khu vực mưa lớn có thể có lũ trên báo động. Li Guoying yêu cầu rằng các biện pháp phòng chống mưa bão và lũ lụt cần được làm rõ theo lưu vực sông, tập trung vào sông Bắc Giang trong lưu vực sông Châu Giang, cùng điều động các hồ chứa, dòng chính để kiểm soát lũ, chặn lũ và cắt đỉnh, chuyển đỉnh kịp thời, tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ đê điều như kè Bắc Giang và điều động nhân viên đến các khu vực trũng thấp trước để đảm bảo cho người dân an toàn tính mạng của người dân và an toàn của dự án, tận dụng tối đa dự án phân dòng phía đông và cố gắng chuyển hướng lũ của hồ Nancy vào hồ Luma để giảm áp lực kiểm soát lũ. Lưu vực sông Leo He nên bố trí đầy đủ và các hồ chứa quan trọng khác một cách khoa học, ngăn chặn lũ, tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra và bảo vệ các bờ bao của các đoạn sông quá báo động và bố trí trước các đội cứu hộ, vật tư và thiết bị. Cần tìm hiểu phân bổ hiện trạng vận hành của các hồ chứa vừa và nhỏ, các hồ chứa nguy hiểm ở những vùng mưa lớn, triển khai các biện pháp phòng chống lũ đập, sập đập để đảm bảo không bị sập hồ. Cần triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai lũ lụt vùng núi, sông vừa và nhỏ theo sông thôn bản, điều chỉnh ngưỡng cảnh báo sớm theo lượng mưa trước đó, phát cảnh báo sớm kịp thời, quyết liệt tổ chức điều chuyển, tránh nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Lần đầu tiên sau gần 5 năm, hồ chứa Phiên Quang mở cửa xả lũ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, dung tích chứa nước của các hồ chứa ở thành phố chúng ta đã tăng lên rất nhiều, mực nước cũng dâng cao. Trong 2 ngày qua, mực nước của hồ chứa Phiên Quang ở thị trấn Phiên Quang đã gần chạm đến giới hạn lũ. Để dành không gian phòng chống lũ lụt mùa mưa lũ, hồ chứa nước Phượng Hoàng đã được điều động khoa học từ 17 giờ ngày hôm qua sẽ mở các cửa xả lũ. Đây cũng là lần đầu tiên hồ chứa nước Phiên Quang mở cửa xả lũ trong vòng 5 năm qua. Sáng nay, phóng viên đã đến hồ chứa Phiên Quang và việc xả lũ vẫn tiếp tục. Dòng nước tràn qua cổng và từ trên cao của đập đổ xuống tạo thành hình vòng cung trắng xóa và ảo ạt chảy ra xa, cảnh tượng thật ngoạn mục. Theo báo cáo, trong những ngày qua, mực nước của hồ chứa Phượng Hoàng đã lên đáng kể, đạt 330,68m vào lúc 16 giờ ngày hôm qua với dung tích chứa là 47,97 triệu m khối, tăng 42,47 triệu m khối so với cùng kỳ năm trước, nhưng chỉ còn cách mực nước giới hạn lũ 332m, còn 1,5 m. Singh Swabin, Giám đốc Văn phòng Quản lý Hồ chứa cho biết, do lượng mưa sẽ tiếp tục trong giai đoạn sau, để đảm bảo an toàn cho hồ chứa và giải phóng dung tích lưu trữ, Văn phòng Quản lý Hồ chứa đã yêu cầu các cơ quan thành phố liên quan trước bắt đầu xả lũ dòng chảy nhỏ lúc 17 giờ ngày hôm qua. Tính đến 9 giờ sáng nay, lưu lượng xả lũ đã được gia tăng, lưu lượng xả hiện tại đã đạt 100 mét khối trên giây, dự kiến sẽ tiếp tục xả lũ trong 24 giờ tới. Ban quản lý hồ chứa cho biết, trước khi xả lũ vào chiều hôm qua, một cảnh báo sớm đã được đưa ra cho các thị trấn và thị trấn dọc theo hạ lưu, yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng cho công tác kiểm soát lũ lụt, tiếp đó sẽ tăng cường công tác quản lý hồ chứa, thực hiện đúng phương án vận hành, khai thác hồ chứa trong mùa mưa lũ, kiểm soát mực nước hồ giữ ở mức dưới 331m. Văn phòng quản lý hồ chứa sẽ tiếp tục chú ý đến dự báo thời tiết và điều kiện thời tiết, tăng cường kiểm tra cho khu vực hồ chứa và thực hiện các công tác kiểm soát lũ và kiểm soát lũ liên quan để đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa trong mùa lũ. Chúng tôi xin nhắc nhở người dân không vui chơi, câu cá trong khu vực xả lũ, trong thời gian xả lũ để đảm bảo an toàn cho chính mình. Trận lũ lụt số 3 vào năm 2022 ở Bắc Giang. Theo tin tức mới nhất từ Bộ Tài nguyên nước, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa và nước ở thượng nguồn của sông Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang đạt 12.000 m3 mỗi giây
vào lúc 7 giờ 35 phút sáng qua. Trận lụt số 3 ở Bắc Giang vào năm 2022, 3 trận lụt lớn liên tiếp đã xảy ra ở Bắc Giang trong năm 2022, nhiều nhất kể từ năm 1949 đến nay. Hiện nay, Bộ Tài nguyên nước duy trì tình trạng ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm soát nước sông Châu Giang của Bộ Tài nguyên nước cùng với Sở Tài nguyên nước tỉnh Quảng Đông điều động các hồ chứa một cách khoa học, chẳng hạn như ở thượng lưu sông Bắc Giang để kiểm soát lũ lụt, ngăn chặn và giảm lũ kịp thời. Ca cao điểm tăng cường kiểm tra và bảo vệ đê điều như Bắc Giang, điều động nhân viên ở các khu vực vùng trũng thấp và đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và kỹ thuật. Nhóm công tác của Bộ Thủy lợi đang hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt ở tuyến đầu kiểm soát lũ lụt ở Quảng Đông. Sở Thủy lợi tỉnh Cát Lâm thông báo tình hình các hồ chứa vượt lũ, báo động trên sông để đề phòng nghiêm ngặt cục bộ mưa lớn. Từ 5 giờ đến 17 giờ ngày đầu tháng, lượng mưa phân bố không đều đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh của chúng tôi. Trong đó, mưa vừa xảy ra ở Tây Bắc Giang, Nam Trường Xuân, Nam Liêu Ninh và Nam Nội Giang. Và mưa lớn hoặc một số thị trấn đã xảy ra mưa lớn 6mm. Trên địa bàn tỉnh có 12 hồ chứa vận hành vượt giới hạn mùa lũ, trong đó hồ chứa lớn và 2 sông vượt giới hạn mùa lũ 0,13m, hồ Thiên Trì vượt giới hạn mùa lũ 0,07m, Triều Dương, Thạch Môn, 4 hồ chứa vượt ngưỡng lũ 0,05-0,7m, 6 hồ nhỏ vượt lũ 0,02-0,71m đều xả lũ có trật tự. Vào lúc 20 giờ cùng ngày, mực nước của trạm thủy văn trên sông Yma là 152,01m, vượt quá mức nước cảnh báo 151,6m là 0,41m. Tất cả các sông khác đang hoạt động dưới mực nước cảnh báo. Chi cục thủy lợi đã có công điện về tình hình các hồ chứa vượt lũ và các sông chưa báo động, yêu cầu nghiêm ngặt đề phòng cục bộ mưa lớn, ứng phó kịp thời, tăng cường chỉ đạo đảm bảo mọi việc diễn ra an toàn, đồng thời cảnh báo rủi ro thiên tai lũ lụt giai đoạn đầu đã được ban hành, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, nước và điều kiện vận hành dự án, phân tích diễn biến lũ lụt trên cơ sở từng đợt. Theo dự báo thời tiết, từ đêm đến ngày mai, trời nhiều mây, có lúc u ám, trên toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to ở một số nơi kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão và gió mạnh hoặc mưa đá và các thời tiết đối lưu mạnh khác, sẽ có mưa rào hoặc dông trong các khu bảo tồn phía đông bắc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.